Chào tất cả anh em. Nay làm clip cập nhật tới anh em. Hai em Zippo mới về ha. Bên phải là em rồng Polyprat đồng ha anh em. Bên trái là em quân đội Mỹ Chrome, hai Chrome nha. Anh em nào có nhu cầu cứ alo mình ha. Số điện thoại tiêu đề clip nha anh em. Bên bay giới thiệu với anh em trước ha. Anh em nào kết thì cứ alo ha. Đây là em Polyprat đồng khắc chú rồng nha anh em. Mang lại may mắn an lành cho anh em ha. Hàng sang thịnh vượng cho anh em. Chính hãng giúp của Mỹ ha. Em nó mới về. Show tới anh em luôn. Lấy bằng nha anh em. Hàng mới 100%. Hộp đựng giấy tờ mã vạch chính hãng đầy đủ ha. Hàng zin hết nha anh em. Zin từ A tới Z ha. Full box luôn. Anh em về chế xăng xịn vô là xài ha. Hàng Mỹ thì rất nhẹ lửa nha anh em. Để nó nhẹ là lên ha. Anh em nào đã ủng hộ quá rành nè. Mới 100%. Em nó mới về show tới anh em luôn. Em nộp kết em rồng này cái alo ha. Số điện thoại tiêu đề clip nha nè. Khắc hai mặt, mặt trước mặt sau luôn. Chính hãng Zippo Mỹ nha anh em. Đồ bền rất cao ha. Anh em xài thoải mái ha. Rồng Polyprat đồng nha anh em. Còn đây là em Chrome quân đội Mỹ nha nè. Chrome trắng, mặt sau trơn ha, bóng ha. Lấy lõm nha nè. Mới 100% luôn. Hộp đựng em nó đầy đủ luôn, giấy tờ đầy đủ luôn, mã vạch luôn. Sáng bóng sạch sẽ cho anh em trên tay hoặc làm quà tặng cũng ok. Chính hãng Zippo Mỹ ha. Show kỹ bánh xe con chó cho anh em xem ha. Anh em xem hình ảnh chi tiết các em nó thì vô link Facebook ha, phần miêu tả video ha, vô trang Facebook mình xem ha. Ở trên là chữ Army, ở dưới là chữ United States Army ha nè. Ở giữa là cái logo của quân đội ha. Rất là uy lực, rất là mạnh mẽ cho anh em trên tay. Rồng trắng, quân đội Mỹ nha nè. Giá cả phần miêu tả video nha nè. Mã vạch đầy đủ luôn. Anh em kéo xuống xem giá ha. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh mình ha. Tiếp vô Tướng Nguyễn ha. Giấy tờ kèm theo. Rồi, tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em ha.